trình đào tạo kỹ sư AI Vingroup triển khai lần đầu vào tháng 8 năm 2020 với mục đích xây dựng đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng cao, được kỳ vọng trở thành tinh hoa khai phá công nghệ mới, thúc đẩy sáng tạo, nâng tầm khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung và tập đoàn Vingroup nói riêng. Chương trình là cơ hội để bạn tiếp cận với các dự án công nghệ trọng điểm của tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, Vingroup. Hành trình giải quyết các bài toán thực tiễn cạnh tranh với công nghệ quốc tế. Để khởi động chương trình, các kỹ sư AI Vingroup sẽ được tham gia vào một khóa trải nghiệm 3 ngày ngoài Hà Nội, trang bị các kỹ năng giải quyết vấn đề, các bài toán thực tiễn, nâng cao tinh thần kỷ luật, tìm hiểu thêm về văn hóa doanh nghiệp. Trong 3 ngày này, chúng mình được cùng ăn, cùng ngủ, cùng rèn luyện và kết thân với nhau, trở thành một Iron Team đích thực. Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, các bạn sẽ có 4 tháng được học tập tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBig Data. Các môn học tập trung chủ yếu để trang bị các bạn những kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu như học máy cơ bản và nâng cao, thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên cũng như các môn học cơ bản khác. Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội được tham gia vào những hội thảo chuyên đề được dẫn dắt bởi những chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực. Sau quá trình đào tạo chuyên môn, các bạn sẽ có hơn 6 tháng tham gia trải nghiệm môi trường làm việc tại các đơn vị công nghệ của tập đoàn Vingroup và tham gia vào các dự án tiêu biểu như giải pháp xe tự hành, giải mã bộ gen cho người Việt, trợ lý giọng nói cho người Việt, trợ lý bác sĩ. Hơn thế nữa, tham gia vào chương trình là cơ hội rất tốt để các bạn có cơ hội được làm việc, tiếp xúc và được dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu như giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học VinBig Data, tiến sĩ Bùi Hải Hưng, viện trưởng VinAI Research và tổng giám đốc VinBrain Trương Quốc Hùng. Tham gia chương trình, giá trị lớn nhất mà mình nhận được là cơ hội nghề nghiệp. Mình được làm một phần của các dự án thiết thực có giá trị cao với cuộc sống con người. Đồng thời, mình cũng có cơ hội được phát triển bản thân trong ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Con người là yếu tố mà mình đề cao nhất khi đến với chương trình. Tham gia chương trình, mình được trực tiếp hướng dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu. Hơn thế nữa, các học viên đều là những người xuất sắc đến từ các ngành học khác nhau như công nghệ sinh học, điện tử viễn thông và toán ứng dụng. Mình học được rất nhiều điều thú vị từ các bạn ngoài những bài giảng trên lớp. Công nghệ, thách thức, cơ hội, đột phá. Công nghệ Việt, vì tương lai Việt.